Tin vui đầu năm, Việt Nam mua 12 máy bay chiến đấu JAF-130 trị giá 350 triệu đô la Mỹ. Ngay đầu năm mới Canh Tý 2020, Không quân Nhân dân Việt Nam đã đón nhận tin vui khi các lãnh đạo quân đội ta đã đặt bút ký mua 12 máy bay huấn luyện chiến đấu đặc biệt hiện đại JAF-130 của Nga. Tờ Vedomosti.ru của Nga dẫn hai quan chức cấp cao công nghiệp quốc phòng Nga cho hay, vào năm 2019, Nga đã ký bán ít nhất 12 máy bay huấn luyện chiến đấu JAF-130 cho Không quân Nhân dân Việt Nam. Hợp đồng có tổng giá trị hơn 350 triệu đô la Mỹ, nhưng chưa rõ thời hạn bàn giao. Nguồn tin cũng cho biết JAF-130 thay thế cho dòng máy bay huấn luyện L-39 trong Không quân Nhân dân Việt Nam. Nó có khả năng sẽ được biên chế cho Trung đoàn huấn luyện 915 được thành lập hồi năm 2018 với trang bị ban đầu là các máy bay L-39 và trực thăng Mi-8. Theo người đối thoại của Vedomosti, Việt Nam có thái độ khá thận trọng, chỉ quan tâm đến những loại vũ khí cần thiết nhằm giữ cho các lực lượng vũ trang luôn sẵn sàng chiến đấu. Việt Nam trở thành khách hàng nước ngoài thứ 6 của JAF-130. Trước đây, máy bay này được xuất khẩu sang Algeria, Bangladesh, Myanmar, Lào và Belarus. JAF-130 là máy bay huấn luyện kiêm chiến đấu hạng nhẹ 2 chỗ ngồi, 2 động cơ, tốc độ bay cận âm, có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Nó được thiết kế để đáp ứng huấn luyện phi công điều khiển các máy bay tiêm kích thế hệ 4 và thế hệ 5. Đáng lưu ý, việc phát triển máy bay JAF-130 là sự hợp tác có 102 giữa cục thiết kế Jacolab với hãng Airmeci của Italia. Điều này là vô cùng hiếm nếu có tính tới quan hệ của Liên Xô, Nga với các nước phương Tây. Dự án được triển khai năm 1991, hoàn thành tháng 3 năm 1993 với mẫu thử nghiệm có tên là JAF-AM-130D. Năm 1999, khi quan hệ đối tác đổ vỡ, hai công ty phát triển chúng thành thiết kế riêng biệt. Jacolab phát triển thành JAF-130, còn Airmeci phát triển thành M-346. JAF-130 có thiết kế cánh cụp tối ưu, được chế tạo bằng hợp kim nhẹ với những bề mặt được làm bằng sợi carbon. Nó được bảo vệ bằng loại giáp Kevlar với các thành phần trọng yếu gồm động cơ, buồng lái và ngăn chứa hệ thống điện tử hàng không. Cánh cụp được thiết kế tối ưu nhằm tận dụng lực nâng của cánh và cánh đuôi đặt thấp hơn cánh chính, làm cho mọi chuyển động của máy bay linh hoạt hơn và giúp cho phi công có thể lựa chọn góc tấn công lớn. Để hạ cánh tại những sân bay có đường băng ngắn, máy bay được trang bị với những bộ phận ở cánh nhằm giảm quãng đường hạ cánh. Đáng chú ý, trên thân có những khe lấy khí phụ cho động cơ turbofan hoạt động. Do đó, khi cần, máy bay có thể hoạt động khi nắp cửa hút không khí đóng hoàn toàn như trong ảnh. Thiết kế này giúp máy bay khi cất hay hạ cánh không lo ngại vật thể lạ như chim có thể chui vào động cơ gây cháy nổ. Máy bay huấn luyện JAF-130 có buồng lái tiêu chuẩn 2 chỗ ngồi và được trang bị hệ thống điều áp không khí. Nó được trang bị loại ghế phóng NPO Jevedda K36L-T3.5 00. Phi công có một tầm nhìn toàn diện qua vòm kính che buồng lái. Phi công ngồi phía trước có một tầm nhìn qua mũi máy bay là âm 16 độ. Phi công ngồi phía sau âm 6 độ. JAF-130 là máy bay đầu tiên của Nga được sản xuất với một bộ hệ thống điện tử hàng không tín hiệu số. Cả hai phi công đều được trang bị hệ thống tầm nhìn ban đêm và 3 màn hình hiển thị đa chức năng tinh thể lỏng 6x8 inch. Phi công phía trước có thể sử dụng hệ thống hiển thị tầm nhìn phía trước trên mũ để chỉ thị mục tiêu. Phi công lựa chọn mô hình phần mềm của hệ thống mô phỏng điều khiển trên máy tính của JAF-130 để lựa chọn bài tập bay. Ngoài ra, phi công có thể lựa chọn kiểu bay trong khi đang bay. Hệ thống có thể bỏ ghi nhận những sai lầm của phi công, từ đó đánh giá, rút ra kết luận về chuyến bay. Điều này giúp ích rất nhiều cho việc rèn luyện kỹ năng bay ở phi công. Đặc biệt, ngoài vai trò huấn luyện phi công, JAF-130 hoàn toàn đáp ứng với vai trò là tiêm kích hạng nhẹ hay cường kích hạng nhẹ. Nó có tới 8 giá treo cho phép mang tới 3 tấn vũ khí. Theo nhà sản xuất, JAF-130 mang được tên lửa không đối không tầm nhiệt R-73, tên lửa không đối đất KH-25ML, bom dẫn đường thông minh hoặc bom thường cùng các loại rocket không đối đất tiêu chuẩn của Nga. JAF-130 trang bị 2 động cơ turbofan Ivchenko Progestan 222-25
cho tốc độ bay tối đa 1.060 km/h, tầm bay chiến đấu 555 km, tầm bay cực đại 2.100 km, trần bay 12.500 m, tốc độ leo cao 65 m/s.